Xin chào các bạn và ngày hôm nay mình sẽ ra video rất đặc biệt về thị trường Forex, cụ thể là vàng. Hiện tại kênh mình đang có một trong những tỷ lệ thắng cao nhất trên thị trường. Lý do là vì thời xưa bố mình tư vấn tài chính trực tiếp cho chủ tịch Phạm Nhật Vượng nên mình tin rằng kiến thức về tài chính trong video này sẽ rất là vững chắc. Về vàng dài hạn, các bạn có thể xem hai video này và trong hai video đó bố mình đã khuyến nghị mua vàng ở giá 1680 và sau đó một năm sau 1880 và đều khuyến nghị mua dài hạn. Và từ lúc đó giá vàng đã tăng lên 2500 đô la rồi, thì các bạn có thể xem hai video này để các bạn có thể tự xem được cái chất lượng khuyến nghị của bố mình ở giai đoạn đó nhé. Về vàng ngắn hạn, tỷ lệ thắng của kênh cũng rất là cao. Các bạn có thể xem phản hồi của khách hàng nó như sau: sau khóa học chơi hết thời gian room free mà mình đã kiếm được 500 triệu, nhờ định hướng của bác cháu đã chính thức x3 tài khoản chỉ trong một tháng từ 40 đến 120k. Trên màn hình thì mình cũng có thể chỉ cho các bạn các lệnh mà mình gửi trong tháng 3. Thì ở đây thì các bạn có thể thấy được là win rate nó cũng 80%. Lúc các bạn vào cái mã QR này hoặc là link này ấy, thì các bạn có thể vào được một cái room Telegram. Và trên room Telegram thì mình cũng gửi những cái lệnh, khoảng một lệnh một tuần gì đấy. Thì ở đây ví dụ như là ở đây mình bán vàng ở một cái vùng giá như thế này và kết quả là mình cũng kiếm được khoảng hơn 3.000 đô nữa. Và cuối cùng thì mọi người cũng được nhận lãi cùng. Đấy. Hàng tuần thì mình cũng cập nhật là kết quả giao dịch của tuần vừa rồi nó như thế nào. Ở đây mình cũng có một cái lệnh khác mà mình gửi ở đây và mình mua vàng từ 2344 và sau đó thì kết quả nó được 1600 như thế này. Trong tình huống mà các bạn xem video này mà bạn thấy hay thì mình mong các bạn sẽ đăng ký kênh và các bạn bấm chuông nữa. Các bạn không thể tin được nhưng mà cái việc mà các bạn đăng ký nó giúp mình rất nhiều trong việc phát triển và ra được những video rất hay. Và hiện tại mình cũng đã đạt được top 6 danh sách của Forbes. Và mình mong các bạn có thể ủng hộ mình để mình có thể vào được top 3 của danh sách Forbes nhé. Ok, vậy đi vào vấn đề chính thì Forex là cái gì? Forex là thị trường ngoại hối. Và thị trường ngoại hối thì thường có rất là nhiều những cặp tiền khác nhau. Thì ví dụ như là một trong những cặp tiền mà các bạn biết đấy là Việt Nam đồng chia cho USD. Thì lý do tại sao cái thị trường này nó lớn đấy là tại vì rõ ràng chúng ta mua đô hàng ngày và chúng ta cần biết là tỷ giá giữa đô và Việt Nam đồng nó là cái gì. Thì một trong những cặp tiền mà được giao dịch nhiều nhất và phổ biến nhất ở Việt Nam thì đấy là vàng. Và cái cặp tiền đấy người ta gọi là XAU chia cho USD. Vậy có những cách nào để mà chúng ta có thể mua vàng? Thì ở đây mình có vàng miếng dài hạn, vàng kỹ thuật số dài hạn và vàng ngắn hạn. Đặc điểm của vàng miếng dài hạn thì nó khá là đơn giản rồi, các bạn chỉ cần mua và giữ dài hạn thôi. Còn thời điểm mua thì mình sẽ nói sau. Còn đặc điểm của vàng kỹ thuật số thì ở đây trên màn hình mình có dài hạn và ngắn hạn. Thì tức là ở đây bạn có thể đánh hai chiều, đánh lên thì bạn kiếm tiền và đánh xuống bạn cũng có thể kiếm tiền. Cụ thể hơn thì lợi nhuận từ vàng kỹ thuật số thì nó mới kiếm được nhiều tiền. Tức là ví dụ như là 5% mỗi tháng hoặc là 5 đến 10% mỗi tháng thì nó cũng giống như các bạn mà mình cũng vừa chỉ cho các bạn ở cái slide trước. Và sự khác biệt giữa vàng kỹ thuật số và vàng miếng, đấy là vàng kỹ thuật số thì bạn sẽ phải đánh đòn bẩy. Và nếu bạn chọn một đòn bẩy không hợp lý thì nó sẽ rất là rủi ro, thì cho nên là mình sẽ nói thêm về đòn bẩy như nào, tại vì nhiều người tham gia thị trường và bị cháy tài khoản và như vậy thì không nên. Tiếp theo nữa thì vàng kỹ thuật số dài hạn, người ta còn gọi là swing nữa, là nếu bạn giữ một lệnh trên một ngày thì nó gọi là swing, tức là dài hạn kỹ thuật số. Còn tiếp theo nữa thì ở đây có thêm một thứ gọi là scalp. Thì scalp ở bên ngắn hạn nó đồng nghĩa với việc là nếu mà các bạn giữ lệnh dưới 30 phút thì nó gọi là scalp. Và intraday đồng nghĩa bạn giữ một lệnh dưới một ngày. Tiếp theo nữa về kỹ thuật vàng dài hạn thì thường các bạn sẽ sử dụng nhiều phân tích vĩ mô hơn. Phân tích ngắn hạn thì các bạn phải sử dụng nhiều phân tích kỹ thuật hơn. Mình muốn nhấn mạnh ở đây cho các bạn mà giao dịch chứng khoán là ví dụ như là ở thị trường vàng kỹ thuật số ấy, lúc các bạn mua ở đây thì lên đây nó gọi là chốt lời chứ không phải là bán nữa. Tức là các bạn không bán tài sản này nữa. Còn ví dụ như là lúc bán xuống thì ở đây các bạn đây nó gọi là bán khống hoặc là gọi là short sell. Và lúc các bạn bán hoặc short sell và thị trường giảm thì các bạn sẽ kiếm tiền được. Và lúc xuống dưới đây thì các bạn không phải là bán kế lệnh bán hoặc là cái lệnh short sell nữa mà các bạn cũng sẽ gọi là các bạn chốt lời hoặc là các bạn cắt lỗ. Và như vậy các bạn có thể thấy được là giao dịch vàng các bạn có thể làm quanh năm, không quan trọng là thị trường đang giảm hay là đang tăng. Trong khi là chứng khoán thì thường là các bạn cũng sẽ có những cái nhịp mà các bạn phải chờ 1-2 tháng hay là thậm chí nửa năm. Thêm nữa so với chứng khoán thì các bạn cũng để ý là chứng khoán thì có rất là nhiều mã, trong khi là vàng thì chỉ có đúng một mã thôi và các bạn chỉ dừng phân tích kỹ thuật thôi. Mình thấy là nhiều bạn thích tham gia thị trường này vì những lý do đó, thế nên các bạn thấy hay thì các bạn có thể tham gia. Cụ thể là về vàng dài hạn thì tại sao bố mình mua ở hai điểm này? Về phân tích vĩ mô thì nói chung vàng nó tương đối phức tạp. Thế tuy nhiên là các bạn có thể dùng một cái kỹ thuật cơ bản là các thị trường tài chính nói chung vào cuối năm thì thường tăng, cho nên là bố mình lúc đấy đã khuyến nghị mua vàng ở giai đoạn đó. Nhưng mà tuy nhiên là vàng không phải là lúc nào nó cũng sẽ tăng vào cuối năm. Trong tình huống các bạn muốn biết thêm về vàng dài hạn thì nó có tăng vào cuối năm không thì các bạn có thể xem livestream để biết thêm nhé.
Còn trong tình huống mà ai muốn chủ động đầu tư vàng dài hạn thì các bạn có thể học 3 cái khóa học như sau nhé. Thì thông tin về những khóa học này thì các bạn có thể xem ở cuối video. Ok, và để giao dịch vàng ngắn hạn hoặc là vàng điện tử thì các bạn phải mở tài khoản đã. Và để mở tài khoản thì các bạn cứ tìm một cái link ở dưới video hoặc là phần mô tả. Và cái phần mô tả thì bạn cứ mở rộng ra và các bạn sẽ tìm thấy một cái link gọi là đăng ký tài khoản Xnet vàng. Và lúc các bạn ấn vào link đấy xong thì nó sẽ dẫn các bạn đến một cái website như sau. Các bạn có thể đổi ngôn ngữ nếu mà nó bằng tiếng Anh, và ở bên trên phải thì các bạn đổi sang tiếng Việt thì các bạn ấn vào mục đăng ký. Sang cái mục này thì các bạn cứ điền thông tin cơ bản như quốc gia, email, mật khẩu. Và mục tiếp theo đặc biệt quan trọng, các bạn hãy lấy cái mã mà các bạn thấy trên màn hình và điền vào mục mã đối tác, hoặc là các bạn có thể lấy cái mã đấy ở dưới mục mô tả, điền mã đó để mình có thể hỗ trợ các bạn trong quá trình bạn có gặp vấn đề gì trong giao dịch, và cho các bạn vào một cái room đào tạo nâng cao hơn. Và trong cái room đó sẽ có những điểm mua và bán khác nhau, thì điền cái mã đó xong thì các bạn sẽ sang cái mục như sau. Các bạn có thể chọn mục thử nghiệm hoặc là tài khoản thực cũng được. Ở mục sau thì các bạn ấn vào mục hoàn tất hồ sơ. Hoàn tất hồ sơ thì các bạn ấn bắt đầu ngay, họ sẽ hỏi các bạn cái mã pin, thì mã pin các bạn lấy trên Gmail các thứ thôi. Điền xong mã pin trên Gmail thì các bạn điền vào số điện thoại của bạn, và họ sẽ gửi cho bạn mã pin, thì các bạn lại điền lại thêm một lần nữa. Thông tin như sau thì các bạn hãy điền thông tin thật của bạn, tên, họ, ngày sinh, địa chỉ cư trú trên căn cước công dân. Tại vì sau họ sẽ kiểm tra là thông tin này nó có khớp với căn cước công dân của bạn không. Và sau đó thì tài khoản ngân hàng của bạn thì cũng phải tên của bạn, thì chỉ có một mình bạn rút tiền được thôi. Và tất cả những câu hỏi sau họ hỏi thì các bạn cũng điền như bình thường thôi. Ở đây cũng không có câu hỏi gì quá khó cả. Xong tất cả các mục như sau thì các bạn ấn tiếp xác minh danh tính ngay, sau đó tải giấy tờ lên, ấn mục khác và đồng ý và tiếp tục. Qua tất cả các bước như sau thì các bạn hãy chọn xác minh danh tính của bạn qua căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân. Cái mục này đặc biệt quan trọng và nhiều người gặp vấn đề này là các bạn hãy chụp ảnh rõ nét và đọc rõ được các thông tin trên màn hình, nhìn rõ bốn góc. Và chụp hết xong tất cả như thế này thì các bạn cứ tải lên máy tính. Sau khi đã upload lên thì thủ tục này đã hoàn thành xong rồi, và mình sẽ mua sang mục sau. Ok, và lập tài khoản xong thì các bạn hãy vào cái mục mô tả và các bạn tìm cái mục gọi là đăng ký dịch vụ trao đổi với tư vấn viên. Thì lúc các bạn có bất cứ câu hỏi gì về thị trường hoặc là cách dùng công cụ hoặc là bất cứ cái gì về thị trường thì các bạn hãy hỏi các bạn, hỏi như bình thường thôi. Mặc dù là ở đây nó có một cái bot nó chạy, thì tuy nhiên là sẽ có người thật, người ta cũng sẽ trả lời cho các bạn. Và các bạn quay lại cái mục Xnet và tài khoản của tôi, và các bạn hãy copy một cái mã như sau trên màn hình, copy lại cho tư vấn viên để mà các bạn biết là bạn là ai ở trên sàn. Như vậy các bạn ấy sẽ cho các bạn link vào một cái room của mình, và cái room đào tạo của mình thì nó sẽ hoạt động trên Telegram. Và các bước để cài Telegram thì mình cũng đang chỉ cho các bạn trên màn hình, thì các bạn cứ cài như hướng dẫn trên màn hình thôi. Và một cái điểm lưu ý là trong tất cả cái quá trình này thì các bạn hạn chế ấn vào những cái link lạ, tại vì nó rất dễ là có một người nào đó gọi điện thoại cho bạn, hoặc là có một người nào đó sẽ gửi link cho bạn như thế nào đó, và các bạn vào những cái link đó và sau thì hóa ra là họ lừa tiền của bạn. Tại vì những cái vụ giả mạo sàn ở trên mạng nói chung thì nó cũng có rất là nhiều, thành ra các bạn hãy cảnh giác về cái điều đó và các bạn chỉ dùng link mà mình cung cấp cho các bạn. Ok, và lúc các bạn cài Telegram xong, điền điện thoại và sau khi đã đăng nhập được rồi thì các bạn sẽ phải quay lại cái mục chat thoại với mình, và các bạn vào lại theo link như mình đã chỉ cho các bạn. Đây này, cái Colia Staging Bot.me, copy cái mục xác nhận 2004 như trên màn hình các bạn có thể thấy được, và ấn xong thì nó sẽ vào một cái trang gọi là bot xác nhận. Thì các bạn cứ ấn mục Start thôi. Ấn mục Start thì đấy, các bạn copy cái link xác nhận đấy, và các bạn hãy điền vào cái bot đấy. Và điền cho cái bot đấy xong thì nó sẽ gửi cho các bạn một cái room nâng cao. Và trong cái room nâng cao đấy thì mình sẽ gửi cho các loại lệnh và sau thì đào tạo về cách giao dịch hiệu quả trong cái phiên hôm đấy. Ok, và ai mà chưa mở tài khoản thì các bạn có thể vào một cái mục mô tả dưới video, thì các bạn vào room vàng miễn phí. Thì trong cái room vàng đấy thì mình chỉ cập nhật gọi là một ngày trong tuần thôi, còn room pro thì mình cập nhật hàng ngày. Thì các bạn có thể tham khảo và sau thì xem là các bạn muốn vào room nào, sau thì các bạn cứ vào room đấy thôi. Đấy, ok. Ok, bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cách mở tài khoản demo. Thì các bạn ấn vào mục thử nghiệm, mở tài khoản mới. Bạn hãy chọn tài khoản standard, tiếp tục. Ở đây các bạn chọn mục thử nghiệm 7, 1/50, 4 khởi điểm, mình sẽ đặt khoảng $200 và tạo một tài khoản. Ở trang này các bạn chọn mục giao dịch, sau thì các bạn chọn thiết bị đầu cuối Xnet.
MetaTrader 5 thì nó sẽ phù hợp cho những người nào mà kiểu thấy khó chịu với VPN thì các bạn có thể chọn MetaTrader thì các bạn không cần dùng VPN. Tuy nhiên là hầu hết tất cả mọi người thì dùng thiết bị đầu cuối Exynos, nó cũng tiện hơn, mình cũng dùng như thế. Các bạn có thể bắt đầu giao dịch rồi. Thì tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn cách giao dịch nhé. Bây giờ để giao dịch tài khoản thực thì các bạn hãy quay lại cái trang chủ và các bạn ấn mục thực. Và sau thì đây các bạn có thể giao dịch tài khoản thực. Tuy nhiên là các bạn cần nạp thêm tiền. Thì cho nên là các bạn hãy quay lại trang chủ, ấn vào mục nạp tiền và sau thì các bạn ấn mục bank transfer, đó là chuyển tiền bằng tiếng Anh. Chọn số tiền bạn muốn nạp thì là 1 triệu đi. Bạn có thể nạp ít tiền để mà kiểm tra xem nó có vấn đề gì không. Nói chung đối với mình thì thường không có vấn đề gì cả. Xác nhận, đó các bạn chọn mục Vietcombank và nó sẽ gửi cho bạn một QR. Mình vừa mới quét QR xong, chuyển 1 triệu Việt Nam đồng xong. Lúc mình tắt và mình quay lại trang chủ thì nó đã nạp cho mình 1 triệu Việt Nam đồng, đấy là 38 đô la. Ở đây các bạn có thể thấy là tài khoản thực của mình ở đây có 38 đô la. Và để rút tiền thì các bạn cứ vào mục rút tiền Internet Banking. Nhưng bạn có thể thấy là mình đã mất 0,3%, thì đấy là tiền chênh lệch giữa mua và bán. Tức là ngân hàng sẽ lấy 0,3% là cái phí giao dịch. Nó sẽ gửi OTP vào số điện thoại của bạn và ấn mục xác nhận. Ở đây như mình đã nói là ngân hàng và chứng căn cước công dân và tên ở trên kia thì nó phải trùng với nhau thì các bạn rút tiền được. Thì nhiều người gặp vấn đề việc không rút tiền được vì họ điền thông tin linh tinh, không phải là chính chủ. Thì thường sau 20 phút thì tiền nó sẽ quay về tài khoản của bạn nhé. Ok, và trong mục tiếp theo mình sẽ giải thích cho các bạn cách giao dịch ở tài khoản demo nhé. Và cái thứ đầu tiên các bạn nên làm đấy là các bạn đặt số dư. Các bạn có thể đặt đây 500 hay là 1.000 đô cũng được. Thì đặt số dư và ấn mục giao dịch và thiết bị đồ cuối Exynos. Có thể ấn vào mục này để mà luôn luôn chọn cái mục này nhé. Lúc các bạn vào cái mục này, các bạn hãy tắt tất cả những tab ở đây và các bạn tập trung vào XAU chiếu USD, thì là giá vàng. Ngay lập tức mình sẽ mua 0,01 lot. Và ở đây các bạn có thể thấy được là 0,01 lot là nó sẽ bằng 2.374 đô la. Cái phí giao dịch cho 0,01 lot là đấy là 20 cent. Thì trong tình huống mà các bạn cứ nhân lên như này thì sẽ biết là cái phí giao dịch của cái lot của bạn sẽ bằng bao nhiêu tiền. Và 20 cent cũng là một cái phí mà sàn nào cũng hầu như người ta sẽ lấy cho 0,01 lot là 20 cent. Nên các bạn lưu ý như thế nhé. Tiếp theo là các bạn có thể nhìn thấy là đây là bảng điện. Giá vàng hiện tại là 2.374. Và lúc chúng ta nói là giá vàng hiện tại thì người ta tính là giá vàng hiện tại của 1 ounce vàng. Thì tức là 1 ounce vàng ở đây là bằng cái giá này. Và 0,01 lot cũng bằng 1 ounce vàng và bằng cái giá vàng hôm nay. Đấy, trong tình huống như thế, 1 lot sẽ bằng 100 ounce vàng. Và 100 ounce vàng thì chúng ta sẽ phải nhân cái này với 100 lên. Thì các bạn sẽ biết được là một lot là sẽ bằng bao nhiêu tiền. Trong slide tiếp theo các bạn sẽ biết được là lãi lỗ ở thị trường vàng điện tử thì nó tính như nào. Ở đây các bạn có thể thấy được là 0,01 lot là bằng 1 ounce vàng ở giao dịch hiện tại. Và trong tình huống mà bạn mua 0,01 lot mà nó giảm một giá thì tức là tài khoản của bạn sẽ âm 1 đô la. Trong tình huống mà các bạn mua 1 lot thì tức là các bạn mua 100 ounce vàng thì giảm một giá thì các bạn sẽ âm 100 đô la. Các bạn lưu ý là tất cả những thứ này là các bạn vay để mà các bạn mua, chứ không phải là các bạn mua bằng tiền thật của bạn. Còn cái tiền thật của bạn thì các bạn sẽ nạp vào, ví dụ như là chúng ta trong tình huống hiện tại đang là 500 đô la đi chẳng hạn. Và trong tình huống mà giá vàng giảm 500 đô la, các bạn sẽ cháy tài khoản. Tức là ở đây như nào? Cháy tài khoản đồng nghĩa với là các bạn mất sạch hết tiền. Thì như các bạn hiểu đúng không? Các bạn có 500 đô la, các bạn mua 0,01 lot, cái giá trị của cái một ounce vàng này là các bạn vay, nó giảm 500 giá thì tức là rõ ràng rồi là các bạn sẽ mất sạch hết tiền. Còn trong tình huống mà các bạn mua một lot thì các bạn cũng chỉ chịu được 5 giá thôi. Thì tại vì sao? Mỗi một giá mà nó giảm thì bạn sẽ mất 100 đô la, mà các bạn chỉ có 500 đô la thì tức là các bạn cũng chỉ chịu được 5 giá thôi. Như này thì rất là nguy hiểm, tại vì là thị trường vàng thậm chí là trong một tiếng vàng có thể chạy 5 giá rồi, và trong 5 giá mà các bạn cháy tài khoản thì quá nhanh. Thế tuy nhiên là nếu mà nó đánh theo xu hướng của bạn thì các bạn cũng kiếm được nhiều tiền. Thì cái đấy là điểm mạnh và điểm yếu của việc là đánh lot to. Cho những người mới bắt đầu thì nói chung là mình khuyên các bạn là làm như nào để mà các bạn, tài khoản của bạn luôn luôn có thể chịu được 50, 100, 200 giá gì đấy. Thì nói chung là chịu được càng nhiều giá thì tài khoản càng an toàn thôi. Thì tuy nhiên là lãi cũng ít đi. Thì trong đoạn sau thì mình sẽ chỉ cho các bạn là cách cân bằng cái số lot mà các bạn vào là nên như nào. Ok, vậy làm thế nào để tìm ra một cái điểm hoàn hảo? Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái công cụ mà bố mình sử dụng trong vòng 10 năm rồi và mình thấy rất là hiệu quả. Và thực ra thì cái công cụ này thì nó cũng khá là phổ biến, thế tuy nhiên là ít người thực sự biết cách sử dụng, và đấy là đường hỗ trợ và kháng cự ở trong thị trường vàng. Ok, vậy cho người mới bắt đầu, đường hỗ trợ và kháng cự là cái gì? Để giải thích dễ hiểu thì đường hỗ trợ và kháng cự đấy là lúc mà mình lấy một cái đường như này và mình kẻ ra một cái đường cây như này. Và một khi nào mà giá nó giảm xuống đây hoặc là tăng đến đây thì thường cái lực mua
và lực bán nó sẽ rất là mạnh ở những cái vùng này. Và lý do tại sao cái công cụ này nó tương đối là quan trọng và gần như là quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật, đấy là vì cái công cụ này là phổ biến nhất. Và lý do tại sao nó phổ biến nhất đấy là tại vì nói chung là nó dễ dùng, và một khi là càng nhiều người dùng, càng nhiều người thấy được cái sự tăng giá lúc mà mỗi lần giá nó chạm đến xuống đây, cái công cụ này nó càng mạnh. Lúc mình nói chuyện với các quỹ khác nhau thì họ cũng dừng phân tích kỹ thuật. Mình cũng để ý trên mạng có nhiều người bảo là ở công phân tích kỹ thuật thì tin làm cái gì ấy. Đấy, thì đương nhiên là nó có quy tắc khác nhau và chúng ta phải tuân thủ quy tắc đã. Không phải là cứ mỗi lần chúng ta kẻ ra đường kênh như này là xong. Thứ hai nữa là chúng ta biết là ví dụ như là trong cái vùng này là vùng giá vàng tạo đáy. Như chúng ta bàn ở đầu video là thường tháng 10 là giá vàng nó tạo đáy và đi lên. Và lúc mà nó đi lên như này thì chúng ta có một cái nhịp tăng như vậy. Vậy nếu mà trong nhịp tăng như này thì làm thế nào để biết được mua ở đâu? Ví dụ như các bạn không mua ở đây thì các vùng mua đẹp nhất nó sẽ là chỗ những khu vực này, này, đấy, đây, đây, đây. Đấy, thì cứ mỗi lần vàng nó giảm xuống đây thì chúng ta mua và chúng ta giữ đến đây. Và như chúng ta biết là đấy, đến từ chỗ này đến chỗ này thì hết nhịp tăng cuối năm rồi, thì chỗ này cái chuyện nó giảm là đấy là rất là bình thường. Cho nên là các bạn cứ sử dụng cái công cụ này nhé. Ok, vậy quy tắc thứ ba là các bạn sẽ phải kẻ ra tất cả những đường mà các bạn có thể tìm thấy trên biểu đồ. Và thứ nhất là mình sẽ vào khung 15 phút. Và khung 15 phút thì ví dụ như là mình tìm ra một cái đường như này đi chẳng hạn. Sau đó khung 1 giờ thì ví dụ như là mình tìm ra một cái đường như này đi chẳng hạn. Khung 4 giờ mình tìm ra một đường như này đi chẳng hạn. Và thực ra mình cũng đã kẻ ra rất là nhiều đường từ xưa đến nay rồi. Nếu mà các bạn vẽ xong như vậy thì kết quả của bạn nó sẽ nhìn hơi giống như này, và thậm chí còn nhiều hơn nữa. Trong tình huống tiếp theo thì mình đã nhìn thấy được ở đây là có 3 đỉnh như này, thì mình sẽ cũng lại kẻ ra ngay lập tức. Đấy, nói chung là cứ thấy cái gì là phải kẻ ra. Và quy tắc tiếp theo là ví dụ như là nếu mà các bạn kể cả các bạn có kẻ ra như này rồi thì các bạn vẫn phải nối nó ra là ok. Tức là chúng ta nối ra và chúng ta thấy được là à ok, chỗ khu vực này nó là một cái vùng nó nối có thể thậm chí là đến tận đây cơ. Thì chỗ khúc này nó có một cái đường kháng cự thì mình phải nối ra. Mọi người cũng sẽ hỏi là ơ anh ơi, thế ví dụ như là giá vàng mà tăng, cũng như là giá vàng mà tăng mà bứt phá qua chỗ này rồi thì giảm, thì đó là gọi là một cái nến rút chân. Thì các bạn sẽ phải kẻ ra một cái đường mà không bao gồm dâu nến và một cái đường mà bao gồm cả dâu nến. Thì ví dụ như là các bạn kẻ ở đây ra và các bạn có thể kẻ ra đường đến tận đây cơ. Đấy, thì cái này có nghĩa là gì? Những cái đường nào mà nó nằm ở trên dâu nến thì những cái đường đấy nó thường là sẽ cứ chạm đến cái vùng đấy là nó sẽ giảm luôn. Còn đương nhiên là những cái đường như thế này thì chúng ta chỉ biết là à, tức là kiểu lúc nào mà nó chạm đến cái vùng này thì có khả năng nó sẽ còn tăng tiếp rồi thì nó rút chân lại. Sự khác biệt giữa hai cái đường kênh này nó chỉ như vậy thôi. Thì mình sẽ thường tập trung vào những cái đường nào mà bao gồm cả dâu nến. Đấy, thì bạn lưu ý cái đấy nhé. Và các bạn nhớ là kẻ ra ở đây nhưng mà các bạn nhìn rộng ra, các bạn xem là quá khứ là nó đã, thậm chí là các bạn có thể nhiều lúc là các bạn kéo thử đến đây ra xem như nào. Đấy, ví dụ như là có thể là nó có những cái đường nó tương đối quan trọng nhưng mà ở đây mình thấy là không có cái đường gì đáng lưu ý cả, cho nên thôi mình cứ giữ đến đây thôi. Quy tắc thứ tư là khung càng lớn, đây này, tức là cái đường mà vẽ trên khung càng lớn thì càng tốt, tại vì là giá mà chạy lên đây thì khả năng nó bật xuống tận như kiểu như từ đây đến đây nó giảm xuống tận 140 giá. Còn ví dụ như là khung càng nhỏ thì chúng ta biết là à, khả năng mà giá mà chạy lên đây và thì bứt phá qua thì nó phá qua rất là dễ dàng. Thì đấy, thì nói chung khung càng lớn thì thường là nó không bị bứt phá, nhưng mà khung càng nhỏ thì khả năng bứt phá nó cũng cao. Thành ra là ví dụ như là những cái khúc này chúng ta có thể mua vào, nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là một là nó chạy cũng không xa, nhưng mà thứ hai là có khả năng là nó giảm xuống thì nó bứt phá qua. Đấy, thì chúng ta lưu ý cái đấy nhá. Đây ví dụ như là chúng ta đang thấy là giá đang chạy ở khúc này, thì một là ví dụ như là giá ở đây từ đến đây thì nó cũng chỉ chạy được khoảng chỗ này cũng 72 giá, cũng nhiều. Ví dụ như chúng ta ở đây có khung 30 thì ở 30 ở đây thì chúng ta để ý là đây này, giá chạy ở trong khúc này thì thực ra thì từ chỗ này đến chỗ này thì nó tăng cũng tương đối mạnh, 70 giá. Thế tuy nhiên là nói chung là nó bật một qua một lúc thì nó cũng bứt phá qua. Đây bứt phá qua rồi thì ở đây lại bứt phá xuống. Đấy, bứt phá xuống ở đây thì lại giảm xuống đây rồi thì bứt phá, nói chung là bứt phá rất là dễ dàng. Khung càng nhỏ thì thường là bứt phá càng dễ. Còn cái đường kênh dài như này, lúc chúng ta thấy là giá vàng đang chạy đến khúc này thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin bán đây và giá sẽ giảm ít nhất là 20 đến 50 giá, sau thì đó mới có thể bứt phá qua nhé.
Quy tắc thứ 5 là đường nào bị bứt phá qua nhiều lần thì các bạn cũng nên bỏ đi. Thì ví dụ như là các đường như này. Ví dụ như là các đường như này bị bứt phá qua nhiều lần rồi và rất dễ phá qua thì các bạn nên bỏ đi. Có duy nhất là ví dụ như là cái đường này ở đây thì tại sao mình vẫn giữ cái đường này ở đây? Thì một lý do là đường này mỗi lần nó bứt phá qua thì nó từ hỗ trợ thế này thành kháng cự và sau đó đến chỗ này nó bứt phá qua. Thì tuy nhiên là ví dụ như là nó bứt phá qua thì nó vẫn thành hỗ trợ đấy, và bứt phá qua ở đây là bứt phá qua do tin mạnh nhé. Thì tức là rõ ràng là lúc nào mà ví dụ như là chiến tranh, ví dụ như là chỗ này rõ ràng là nhiều chiến tranh xảy ra, thì cho nên là không có cái đường nào mà có thể chịu được cái áp lực mua nó lớn như thế này, thành ra là nó bị bứt phá qua thì rất bình thường đấy. Sau thì đến đây thì nó lại còn thành hỗ trợ thế này đấy, hỗ trợ, và ở đây nó bứt phá qua thì đương nhiên là nó bứt phá qua. Thế tuy nhiên là trên khung tuần thì hóa ra là nó lại là một cái nến rút chân thôi đấy. Thì cho nên là các bạn cân bằng là có những cái đường các bạn có thể linh động giữ lại, thì tuy nhiên là nó vẫn phải là một cái đường mà nó hỗ trợ hoặc là kháng cự mạnh, kể cả về sau đã bị một lần bứt phá qua rồi đấy. Còn đường nào mà ví dụ như bứt phá qua một lần rồi thì lần sau là không có tin gì mà nó cứ bứt phá qua rất dễ, bứt phá qua thì thôi bạn bỏ đi ngay tức đấy, để mà không bị nhiễu. Thêm nữa có các tin khác mạnh nữa là đấy là chính sách tiền tệ, thì các bạn có thể vào mục này. Các bạn thấy ở đây là tin nào mà của Mỹ 3 sao thì thường là ví dụ như là chỗ khu vực này có thể bứt phá qua bất cứ đường nào cũng được. Và tin đặc biệt mạnh là đấy là những cái tin kiểu lạm phát, thất nghiệp, lãi suất hoặc là công bố của Fed thì nó càng mạnh. Đấy, thì những cái tin đấy càng phải lưu ý là ok, không có cái đường nào hỗ trợ kháng cự của bạn có thể chống lại nó. Và đương nhiên là cũng có các nước khác, ví dụ Nhật Bản, Trung Quốc hoặc là ở EU thì nó cũng có ra tin. Thế tuy nhiên là tin 3 sao của họ thì nó cũng chỉ bằng tin 2 sao của Mỹ thôi. Thì thực ra thì tin 2 sao cũng có khả năng làm giá vàng chạy kiểu cũng có khả năng bứt phá qua, nhưng mà nó tùy tin. Thì nói chung quá nhiều tin thì cái này nó hơi nâng cao rồi. Có gì lúc nào mình sẽ làm video khác về cái nội dung này để các bạn biết thêm về cái này nhé. Thế tiếp theo các bạn phải lưu ý là đường càng mạnh và dài và không bao giờ bị bứt phá thì càng lên đây thì các bạn có thể đánh lot to hoặc là khối lượng to và các bạn có thể giữ dài. Còn đường càng yếu thì các bạn giữ ngắn thôi và các bạn đánh lót nhỏ thôi. Đấy, thì các bạn cân bằng giữa hai cái đấy nhé. Mình muốn giới thiệu cho các bạn thêm một công cụ nữa, đấy là mục cảnh báo hoặc là alert. Thì lúc các bạn vào đây, các bạn ấn vào mục dấu cộng. Và ở dấu cộng thì lúc giá cắt qua một cái đường giá nào đó thì các bạn sẽ được nhận một thông báo. Thì ở đây các bạn có thể chọn là chỉ một lần hoặc là mỗi lần nó cắt qua thì sẽ cảnh báo nhé. Và tiếp theo nữa ở đây có một thông báo, thì trong thông báo thì các bạn có thể gửi thông báo vào ứng dụng này, đó trên điện thoại. Tiếp theo nữa thì ở đây có một mục gọi là hiển thị pop-up, nó sẽ hiển thị trên máy tính thôi, gửi email. Tiếp theo nữa là các bạn chọn ở đây là phát âm thanh thì âm thanh như thế nào và một lần hay là nhiều lần. Đấy, thì ok, sau đó thì các bạn tạo. Thì ở đây mình có thể tạo nhiều cái alert và cảnh báo rồi. Thì thường cái cách mà mình đặt là đấy là ví dụ như là đến chỗ này thì nó cảnh báo và mình lúc đấy mình xem là giá nó chạy nó mạnh không, mình mua ở đây. Và đến đây thì mình cũng lại đặt thêm một thông báo, mình xem là như kiểu giá đến đây thì nó có chạy thêm được nữa không. Đấy, thì chỗ khu vực nào bạn muốn chú ý đến giá hơn thì các bạn cứ đặt ở chỗ đấy thôi. Ok, và bây giờ mình sẽ vào thử một lệnh cho các bạn xem là mình sẽ giao dịch như thế nào nhé. Thì cái điều thứ nhất là đây là mình đã canh cả ngày hôm nay và mình đã điều tra ra là có một cái lệnh ở cái vùng giá 64 là nó sẽ rất là hợp lý. Và sau đó thì mình ở đây mình sẽ có cái tài khoản thực $200. Và ở đây dựa trên cái lý do đấy mình sẽ bán khoảng 0,01 lot. Nó có vài lý do tại sao mình bán ở cái vùng đấy. Thì thứ nhất là đấy là tại vì ở đây có một cái đường kênh này. Đường kênh này thực ra thì nó kéo dài trong vòng vài ngày thôi, tức là kiểu từ đầu tuần. Và đầu tuần đây là và đầu tuần tức là đây là cũng chỉ có 2 ngày thôi. Thế tuy nhiên là mình cũng bán tại vì mình cũng chỉ giữ lệnh này ngắn hạn thôi. Và cái điều tiếp theo nữa là mình muốn lưu ý ở đây là đấy là tại vì mình cũng kẻ một cái đường Fibonacci ở đây. Nó có nhiều phản ứng ở cái vùng giá 68, khoảng 76. Đây là khoảng 68. Và đây cũng có một cái phản ứng ở chỗ khu vực 68 và 68. Thành ra là ví dụ như là nếu mình bán đây thì nó cũng một phần là ok. Nó có thể tăng lên đây và nó sẽ giảm
Thì trên đây là mình sẽ đặt một cái stop loss ở chỗ khu vực khoảng giá 70 gì đấy. Thứ nhất, stop loss là đấy là một cái lệnh cắt lỗ. Thì ví dụ như là mình ấn đây, mình cho vào đây và lệnh cắt lỗ ở đây của mình sẽ là 2370. Tức là sao? Nếu mà giá nó sẽ chạm 2370 thì mình sẽ mất khoảng 5 đô la. Các bạn lưu ý cái đấy nhé. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ đặt ở đây một cái giá gọi là 2359. Và giá 2359 thì mình sẽ, nếu mà đạt được thì mình sẽ cũng kiếm được khoảng 5 đô la. Thì tỷ lệ giữa lợi nhuận và rủi ro của mình ở đây là khoảng 1:1, 5 đô la nếu được và 5 đô la nếu mất. Ok nhá. Và lý do tại sao mình đặt vùng cắt lỗ ở khu vực này, đấy là tại vì ví dụ như là nếu mà giá lên đây và nó sẽ giảm xuống thì mình sẽ ok nhá. Và thứ hai nữa, nếu mà mình nó cứ bứt phá qua thì ở đây cũng có thêm một cái vùng kháng cự khá là mạnh ở chỗ vùng 67. Vì vậy cho nên là nếu mà giá lên 70, ở đây có thêm một cái vùng kháng cự nữa là giá 70, là một cái vùng giá là thường là số đẹp ấy, càng nhiều số 0 thì càng tốt ấy. Thì thường là giá nó sẽ phản ứng ở cái đoạn đó. Thì cho nên là ở đây mình có tận 3 luận điểm để mình có thể bán ở đây. Và nếu mà nó có tăng lên đâu thì mình cũng sẽ khả năng cao là nó sẽ giảm xuống. Và mình đã bán ở đây rồi. Và vùng chốt lời ở đây thì thường là mình sẽ để, tức là mình sẽ chốt lời ở những cái vùng mà cũng là một cái vùng hỗ trợ. Ví dụ như ở trong ví dụ này thì vùng hỗ trợ ở đây nó sẽ ở đây và nó tương đối mạnh. Thì cho nên là nếu mà nó giảm ở đây thì mình cứ chốt lời đã. Ở đây mình cũng ghi ra vài luận điểm là làm thế nào để chốt lệnh và cách gồng lệnh. Thì cái cách gồng lệnh mà mình học được ra đó là các bạn take profit từng phần, tức là các bạn cũng quen dần cái việc là mình nói take profit. Thì take profit là rất là chốt lời đúng không? Chốt lời từng phần thì người ta hay gọi là TP1. Thì TP1 là ví dụ như là giá nó chạy một hai giá thì mình chốt lợi 30%. Đương nhiên là nếu mà TP2 thì cái lệnh hiện tại của mình ý, không có cái chốt lệnh từng phần một. Thế này, chốt lệnh từng phần đây là 0,01 đến 0,01, cho nên là mình sẽ phải ví dụ như mình bán xuống hai lệnh gì đấy đi. Và nếu mà mình bán hai lệnh giá đầu tiên thì mình chốt 30% thì mình có thể chốt được kiểu như thế này. Thì tuy nhiên là ý ở đây là các bạn chốt từng phần một đến hai ba giá, các bạn chốt một phần, năm giá chốt một phần, 10 giá chốt thêm một phần nữa. Thì đấy là cái chiến lược gồng lệnh. Thì lý do tại sao chúng ta làm cái này đấy là tại vì sao? Tức là nếu mà ví dụ như là giá nó chạy hai giá rồi mà bây giờ giá nó quay lại lên trên thì các bạn sẽ mất hết lợi nhuận. Thì ví dụ như là trong tình huống này ở đây là mình thấy là ở đây giá nó đã chạy khoảng một giá rồi, thì ví dụ như là nếu mà nó chạy xuống đây thì theo lý thuyết là mình có thể vào đây và mình sẽ đặt cái cắt lỗ ở cái vùng mở cửa của mình. Ở cái này ở thị trường người ta gọi là Z stop loss và entry, tức là Z cái vùng chốt lời vào giá mở cửa của mình. Và bây giờ nếu mà ví dụ như là giá nó chạy 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 ngược lên thì mình sẽ không mất gì cả. Thì đấy là lệnh này của mình đã an toàn rồi. Nói chung là gồng lệnh nó sẽ dễ hơn. Thì ví dụ như là các bạn bây giờ có thể đi ngủ và bây giờ giá nó lên trên thì không sao cả. Nhưng mà nếu mà giá nó chạy ví dụ như là 20 giá đi thì các bạn rõ ràng được 20 đô la rất sướng. Đấy là một chiến lược để cách gồng lệnh nhá. Cách là gồng lệnh thứ hai là đấy là cái chốt bất lệnh ở các vùng hỗ trợ và kháng cự. Thì mình cũng bàn là tại sao mình có một cái vùng chốt lời ở vùng đấy nhá. Nghiên cứu vĩ mô và chính sách vĩ mô để tìm một thời điểm. Thì ví dụ như là nghiên cứu vĩ mô thì các bạn biết là giá bây giờ nó sẽ giảm và bây giờ xu thế nó sẽ giảm, thì cho nên là mình có thể gồng lệnh này cũng dài hạn cũng được. Thế tuy nhiên là mình sẽ có một cái rủi ro là dù sao thì bây giờ mình cũng chưa xác định. Thì hiện tại thì mình có thể giao dịch ngắn hạn thì mình chốt lời 5 giá, nhưng mà dài hạn thì nó cũng vẫn có rủi ro là ví dụ như nó giảm 20 giá nhưng mà nó vẫn gồng lại lên 50 giá thì các bạn sẽ bị dính cắt lỗ. Thì sau đó thì mình lại phải tìm một cái vùng như kiểu an toàn để mà mình bán xuống. Thì đấy là cái rủi ro. Thì tiếp theo nữa có một cái chiến lược đấy là đặt TP và SL và số thì không xem chat nữa. Thì có một cái bệnh mà mọi người hay làm đấy là mọi người bán xuống và số thì mọi người kiểu dán mặt vào màn hình, tức là mọi người cứ kiểu cứ cứ mở màn hình như này ra và số thì nhìn 24 trên 7 và sau đó bạn bị hoảng ấy. Tại vì ví dụ như là cái này mà lỗ 1 đô la, 2 đô la, số thì nhưng mà tức tài khoản nhỏ thì nó dễ nhá, nhưng mà ví dụ như là 100 đô la đi thì tự dưng các bạn kiểu đầu nó loạn ngay lập tức, ra chiến lược và số thì các bạn đặt TP SL nghỉ ngơi, thế là xong. Có nhiều người hỏi mình là anh ơi em không muốn đặt stop loss tại vì có lúc mà em đặt stop loss nó bị quét nhiều quá rồi số thì giá cuối cùng thì vẫn chạy theo cái hướng của em, cho nên là thôi em không đặt nữa. Các bạn không nên làm cái đấy. Đấy là tại vì 10 lần có thể là các bạn gồng được, nhưng mà ví dụ như là một lần các bạn giá nó chạy ngược ấy thì các bạn sẽ mất hết lợi nhuận và sau đó thì thậm chí là các bạn bị cháy tài khoản. Tại vì ví dụ như là bây giờ nó tăng 50 giá, các bạn nên cắt không? Nó chạy 100 giá, các bạn nó hạ chạy 200 giá theo ngược chiều của bạn. Thế bây giờ làm thế nào để các bạn tìm được một cái điểm cắt? Các bạn chỉ không đặt stop loss để mà các bạn mua vàng vật chất thôi. Tình huống duy nhất mà các bạn mua số thì các bạn giữ 20 năm, các bạn không cần phải để ý. Đã đánh vàng điện tử rồi thì các bạn đặt stop loss cho mình nhé. Ok, và cũng đã qua khoảng 2 tiếng từ lúc mà giá nó bắt đầu đã chạy thì hiện tại nó đang giảm rồi. Và nếu mà chúng ta xem vào tài khoản hiện tại của mình thì ở đây mình đang lãi 2,5 đô la. Ở đây mình cũng có một cái tình huống đã xảy ra là đấy là
giá đang chạy nhưng mà tự dưng nó tăng lên. Và nếu mà người nào mà dùng chiến lược BE nhiều thì người đấy sẽ không có khả năng gồng lệnh tốt. Nhiều lúc các bạn phải chờ nó chạy một thời gian, hoặc là các bạn là tự tin vào cái việc là kiểu giá nó sẽ không quay lại vào vùng 64 nữa. Thì đợt vừa rồi có thể là mình cũng hơi vội vàng, tại vì ví dụ như là ở chỗ này nó hoàn toàn nó có thể quay lại cái vùng giá 64 này và vẫn chạm vào cái đường này. Thì cho nên là mình chờ nó giảm hẳn xuống một cái vùng giá nào đó hợp lý hơn. Ví dụ như 2-3 giá mình mới bắt đầu đặt cái đấy. Ở cái khu vực này thì mình nghĩ là mình sẽ, với mục tiêu của cái tài khoản này thì mình cũng sẽ đặt một cái chốt lời ở cái vùng nó sát hơn. Tức là ở đây mình sẽ đổi sang thành theo tiền, thì ở đây mình cứ đặt 4 đô la đi. Thì 4 đô la đấy là 2% tài khoản của mình rồi, thì đấy là giá này. Thì cứ để cái giá đấy nó chốt là được. Ai mà không chơi cái chiến lược BE thì đương nhiên là khả năng gồng mọi người sẽ tốt hơn. Còn ai mà sẽ đặt BE thì cái win rate và nói chung là cái khả năng các bạn bị âm tài khoản nó cũng sẽ thấp đi. Thì cái đấy là cái sự đánh đổi. Nhưng mà tuy nhiên là nếu mà giá nó đã chạy khoảng hơn 5-10 giá rồi thì chắc chắn là cái việc mà mình đặt BE là thứ quan trọng. Di cái cắt lỗ vào cái vùng giá mở cửa để chúng ta giữ tài khoản an toàn. Trong lúc giá đang chạy thì mình cũng muốn giải thích cho các bạn phiên các bạn nên lưu ý. Và ở đây có phiên Úc này, phiên châu Á, phiên châu Âu và phiên Mỹ. Cái phiên Á là phiên thường nó chạy chậm nhất. Nhưng mà ví dụ như là có khoảng 20-30% tình huống mà phiên Á nó cũng chạy mạnh. Đấy là thường là những kiểu lúc mà Nhật Bản nó có một cái tin gì đấy, hoặc là có cái tin chiến tranh, hoặc là hôm qua có một cái chính sách của Mỹ nó tương đối quan trọng nó xảy ra và số tiền phiên Á nó sẽ chạy tương đối mạnh. Phiên Âu thì thường là cái phiên mà mọi người thích chơi nhất, tại vì cái phiên đấy là giá nó chạy nó khá là êm đềm, nó không có cái gì quá bất ngờ. Giá nó chạy kiểu mạnh hơn châu Á thì phiên châu Á là cái phiên mà mọi người thích chơi nhất. Phiên Mỹ là cái phiên mà thường giá nó chạy điên rồ nhất nhưng mà nó cũng chạy mạnh nhất. Lúc mà tin ra ấy thì mình sẽ chờ một lúc, ví dụ như 15 phút thì sau đó thì mình bắt đầu vào lệnh. Hầu hết tất cả mọi người là nên chơi cái phiên Âu. Còn đương nhiên là ví dụ như nếu mà các bạn vào cái nhóm của mình mà mình có lúc mình cũng sẽ ném phiên vào phiên Á hoặc phiên Âu hoặc cả phiên Mỹ, thì mình sẽ tìm những cái điểm nó an toàn nhất để mà các bạn có thể vào, và cái giờ cho các phiên khác nhau thì các bạn cũng thể xem được. Ok, và kết quả giao dịch của mình là đấy là mình vừa mới kiếm được 4 đô la. Thì 4 đô la ở đây thì đồng nghĩa việc là mình vừa tăng tài khoản của mình lên 2%. Con số này có thể là rất ít, thế tuy nhiên là cho những người mà tham gia thị trường thì là con số rất là ý nghĩa. Tại vì càng về sau các bạn nhân tài khoản lên thì các bạn có thể giao dịch được ví dụ như là 2% của 1 triệu đô la, đấy là 20.000 đô la. Nếu mà các bạn có thể luyện được tâm lý của bạn thì về sau các bạn có thể giao dịch một lot to hơn. Ok, vậy để phân tích cái lệnh của mình vừa rồi thì ở khu vực này mình đã bán và sau đó giá vàng nó đã giảm, đúng không? Giảm và chúng ta đã chốt lời đây là được 4 đô la. Thế tuy nhiên là giá vàng sau đó cũng đã tăng lại lên giá 70. Thì như các bạn để ý là ở phần 70 đây này, nó có một cái đường kháng cự rất là mạnh. Thành ra là mình mới, đấy lý do tại sao mình kiểu đặt stop loss ở trên vùng 70 chỗ này. Đấy, thì tuy nhiên là sau đó giá vàng cũng đã giảm, và giảm đến đúng phần 2350. Thì phần 2350 nó chính là cái vùng khu vực này này. Thành ra là ở chỗ vùng này là một điểm bán đẹp này, ở chỗ vùng này cũng là một điểm bán đẹp, ở chỗ này là vùng điểm mua đẹp này. Và sau thì lúc nó tăng bứt phá qua đây rồi thì mình đánh giá là ví dụ như là chúng ta có thể mua ở đây, chốt lời ở đây. Và khi nào mà nó giảm đây, nó bứt phá qua đây, thì khi nó bứt phá qua đây rồi thì mình lại có thể kiểu mua ở khu vực này. Đấy, mua ở khu vực này. Thì lý do tại sao ở chỗ này, khu vực này nó tăng ấy, đó tại vì bác chủ tịch Fed cũng đã lên và chia sẻ là lạm phát 2% nó không phải là mục tiêu của Fed nữa. Thì cho nên là lạm phát bây giờ nó có thể dao động ở chỗ 2-4%. Họ vẫn sẽ giảm lãi suất, và cái việc giảm lãi suất, nói chung nếu mà các bạn học vĩ mô thì các bạn sẽ biết là cái đấy là một điều rất tốt cho thị trường vàng và thị trường chứng khoán nói chung. Lúc đấy giá nó tăng lên đây, và nếu mà các bạn không chốt lời ở đây thì đây này, tại vì chúng ta thấy nó lên đây thì nó là lại đường Fibo ở đây, thì chúng ta chốt lời ở đây được. Và khi nó giảm đây thì chúng ta đây lại là vùng mua rất là đẹp. Đấy, là vùng mua, một là hỗ trợ, là như chúng ta biết là bây giờ cái kháng cự ở đây nó sẽ biến thành hỗ trợ, và cộng với lại cái đường này thì cộng hai cái thằng này giảm đến đây nó lại tăng lên. Đấy, những cái thuật ngữ ví dụ như là như số dư ký quỹ, mức ký quỹ là cái gì nhá, thì mình sẽ chuyển sang cái slide như sau. Trên slide này như các bạn có thể thấy là tài sản bằng số dư cộng lãi, thì tức là cái số này là bằng số dư cộng với lại lãi ở chỗ này thì nó sẽ bằng tài sản. Đấy. Thứ hai là tiền ký quỹ khả dụng là bằng tài sản trừ kỳ quỹ, thì tức là số này trừ cái này là bằng
tiền ký quỹ khóa dụng. Thế ký quỹ là cái gì? Ký quỹ là cái số tiền mà bạn đang sử dụng để mà mua cái tài sản của bạn. Và ký quỹ ở đây về bản chất là các bạn phải xem là đòn bẩy ở đây có nghĩa là như nào. Ví dụ như là đòn bẩy, các bạn trong cái tình huống này mình chơi đòn bẩy 1/50 thì lúc các bạn nạp vào khoảng đây này 329 đô la thì cái con số này mình sẽ nhân với 50 lên thì số tiền trong tài khoản của bạn về bản chất là nó là 16.000 đô la, nhưng mà người ta sẽ không ghi cái điều đó. Và các bạn có thể sử dụng cái số tiền này để mà các bạn mua vàng. Trong cái tình huống này, trong cái tài khoản này, nếu mà mình tính ra thì 16.000 chia cho giá vàng hiện tại, chia cho 0,01 lót ấy, thì các bạn có thể mua được 0,05 lót gì đấy. Tại vì cái này chia cho cái này thì bằng khoảng 5 gì đấy, thì các bạn mua được 0,05 lót. Đấy là cái cách bạn có thể tính ra. Và đòn bẩy càng cao thì rủi ro các bạn càng cao. Nhưng mà tuy nhiên là các bạn có thể đánh đòn bẩy 1/1.000 nhưng mà các bạn vẫn đánh 0,01 lót hay cái gì đó thì các bạn vẫn an toàn. Đấy. Và nếu mà các bạn muốn đánh cái lệnh dài hạn gì đấy thì mình khuyên là các bạn chỉ đánh 0,01 lót, 0,02 lót. Thế tuy nhiên là nếu mà các bạn đánh đòn bẩy càng cao thì đương nhiên lãi càng nhiều, nhưng mà rủi ro cháy tài khoản càng cao, hoặc là các bạn sẽ phải nạp một con số tiền rất là cao để mà các bạn duy trì được tài khoản, đúng không? Thì về bản chất là ký quỹ này là đấy là các bạn 47 nhân với 50 thì nó sẽ bằng khoảng 2359. Đấy, không phải là khoảng mà đấy là nó về bản chất là nó sẽ bằng cái con số này. Tại vì theo cái công thức nó như vậy mà. Và về bản chất là mình cũng đã ghi ra công thức nó ở đây rồi. Và ở đây 0,01 lót thì nhân với 100, tại vì nói chung là ở đây một lót bằng 100 ounce vàng, cho nên là nó sẽ phải nhân theo kiểu dị như thế này. Ở khu vực này thì cụ thể là cũng có thêm cái mức ký quỹ nữa. Thế tuy nhiên là cái phần này mình cũng không thường mình không để ý, cho nên là các bạn cũng có thể bỏ qua. Nhưng các bạn có thể xem là nó cách tính như thế nào. Tiếp theo nữa, một trong những cái lệnh mà mình hay dùng đấy là lệnh đang chờ. Đấy. Ví dụ như là các bạn có thể đặt một lệnh, các bạn lấy ở đây các bạn ghi là ok, nếu mà giá nó quay về đây thì mình muốn mua, hoặc là các bạn có thể ghi ở đây là ok, mình muốn ví dụ như là giá nó về giá này, đây là 2410 thì mình xác nhận mua. Và lúc các bạn đặt cái lệnh này xong thì nó sẽ hiện ở mục đang chờ. Ví dụ như là đây là mục đang mở thì đây là mục đang chờ. Đây ví dụ như là bạn muốn đặt một cái giá lệnh chờ ở đây và giá nó sẽ giảm xuống đây, xuống đây lên. Thì đấy là cách mà bạn có thể dùng như vậy. Tiếp theo nữa, các bạn có thể mua 3 lệnh như này. Thì ví dụ như là nếu mà giá nó giảm xuống đây thì các bạn sẽ trung bình giá. Và nói chung các bạn cứ sử dụng cái này như một cái lệnh mua bình thường thôi, là các bạn thấy là chỗ nào mà có vùng hỗ trợ kháng cự hay như nào đó thì các bạn cứ giải những cái lệnh như này ra và nó sẽ chạy tự động. Chắc chắn là lúc các bạn vừa mới tham gia thị trường rồi thì các bạn chỉ nên đánh 0,01 lót thôi. Lý do tại sao các bạn nên làm cái này, đấy là vì các bạn chú ý đến khu vực này. Ở đây cũng như thế thôi, là vốn các bạn ví dụ như là 500 đô la, giá vàng hiện tại 2325. Các bạn giao dịch những cái lót như sau thì giá vàng tăng 1 đô la thì các bạn sẽ được, tức là nếu mà tăng nhá thì sẽ được 1 đô la, 4 đô la và 100 đô la như chúng ta vừa mới nói xong. Giá vàng tăng 50 giá thì ở đây các bạn sẽ được 50 đô la, 200 đô la với 5.000 đô la. Và nếu mà ví dụ như là các bạn đánh vốn 500 và các bạn đánh một lót thì các bạn sẽ nhân được 11 lần tài khoản. Nếu mà các bạn đánh một lót nhá thì đấy là 5.000 đô la. Và nếu mà các bạn giá vàng tăng 300 giá thì các bạn sẽ được 30.000 đô la. Thì tức là tài khoản của bạn đã nhân được 61 lần từ cái vốn 500 đô la này. Đấy. Thế tuy nhiên là cái điểm ngược lại là đấy là như mình vừa mới học xong, thì nếu mà đoán được cái điểm mà giá vàng chỉ có tăng thôi thì bạn kiếm được như thế này. Nhưng mà nếu mà giá vàng đi ngược lại thì dựa trên 500 đô la này các bạn chỉ cần đi ngược 5 giá thôi thì các bạn đã cháy tài khoản rồi. Và các bạn ví dụ như 0,01 lót thì các bạn 125 đô la thì các bạn sẽ cháy tài khoản. 0,01 lót thì các bạn giá vàng giảm 500 giá thì các bạn mới cháy tài khoản. Thì những cái điều này nó xảy ra nó rất là hiếm, thì cho nên là bạn sẽ có thể lưu ý và điều chỉnh cái chiến lược của bạn. Thế tuy nhiên là mình sẽ nói cái điểm yếu của cái việc mà các bạn vừa mới tham gia thị trường và các bạn đánh một lót luôn. Thì thời xưa mình có một cái khách hàng mà bạn ấy cũng mới 18 tuổi thôi. Thì các bạn, thứ nhất là các bạn nghe cái câu chuyện như thế này và các bạn ấy muốn giao dịch như thế này. Hóa ra là các bạn ấy thay vì việc là các bạn kiếm được nhiều tiền thì trong một năm đầu tiên mà từ 18 tuổi bạn ấy đã mất 75 triệu rồi. Thì con số này nó rất là lớn so với một người mà 18 tuổi. Bạn ấy bị như thế và bạn ấy nói chung là cũng không học nhiều. Các bạn ấy chỉ biết là vào lệnh mà nếu mà đoán được thì các bạn sẽ kiếm được nhiều. Và bạn ấy xem là nhiều các anh trên mạng đăng những cái bài là ôi,
Tôi vừa mới vào từng ngày lót và kiếm được từng này 1.000 đô, và chỉ gọi là giảm năm giá thôi mà tôi đã kiếm được như này rồi. Đấy, thì bạn ấy xem những cái thứ này, những hình ảnh này và bạn ấy bị thôi miên. Và trường hợp tệ nhất là các bạn là một người cũng có tiền và sau khi các bạn tham gia thị trường và các bạn sẽ đánh từng này lót đây này, 20 lót, 20 lót, 20 lót, và nó giảm cho một nhát là các bạn âm và không biết là thoát ở điểm nào luôn. Nếu mà các bạn giao dịch hiệu quả và thành công ấy thì có nhiều tình huống là có những người mà người ta giao dịch như thế này. Thật là đấy là một anh mà đi cùng với đoàn mình sang bên Hy Lạp, là có một anh giao dịch như thế này. Bạn ấy nhìn có tài khoản 21.000 đô và sau đó anh ấy nhân lên khoảng 1 triệu đô, và trong 3 tháng anh ấy đã nhân được tài khoản của anh ấy 41 lần. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là số lệnh anh ấy vào các thứ. Và rồi thì tuy nhiên là những cái bạn tham gia thị trường không nên làm như thế này, và cái thứ mà các bạn nên làm đấy là bạn hãy tập trung ở đây, và phần trăm mỗi tháng đồng nghĩa với việc là mỗi tháng các bạn nên tập trung vào kiếm 5 đến 10% trên một tài khoản. Tài khoản càng bé thì 10% cũng được. Thì ví dụ như là tài khoản bé là 200 đến 500 đô la thì các bạn nên kiếm 10 đến 25 đô la, thì 10 đến 25 đô la để đồng nghĩa việc là 5% mỗi tháng. Thế tuy nhiên các bạn có thể tăng lên KPI nếu mà cái này nó quá dễ. Thế tuy nhiên là nếu mà các bạn nhân được 5% thôi thì các bạn cũng là một người rất giỏi rồi. Các bạn hãy tin mình là thời xưa cũng có rất là nhiều tình huống mà tức là bị thôi miên bởi những cái hình ảnh như thế này, và làm mình đánh lót to hơn rất nhiều, và điều đó nó dẫn đến việc là mình cháy tài khoản chứ không phải là kiếm được nhiều tiền. Thì thay vì việc đó, mình tập trung vào việc là mỗi ngày kiếm 0,25% đến 0,5%. Thì càng tài khoản lớn thì nên chú ý đến cái này, còn tài khoản nhỏ thì cứ 5 đến 10%. Đấy. Và nếu mà các bạn tài khoản nhỏ mà kiếm được 5%, các bạn đặt KPI nhỏ thì kiếm được rất dễ hơn rất nhiều. Còn ví dụ như các bạn đặt một cái KPI là ok tôi muốn kiếm 5% mỗi tháng thì các bạn cháy tài khoản ngay lập tức. Nó xảy ra là vì các bạn không chốt lời đúng lúc, và cái mục tiêu của cái bài tập này đấy là quan trọng nhất không phải là các bạn biến thành triệu phú từ giao dịch vàng, mà các bạn tập trung vào học cách để mà hiểu cái thị trường tài chính này, và sau thì các bạn học các công cụ. Các bạn học càng nhiều thì các bạn mới kiếm được càng nhiều tiền, chứ không phải là ngược lại, tức là các bạn càng tham lam các bạn càng mất nhiều tiền. Đấy là một cái mấu chốt của cái bài tập này. Các bạn nên tập trung vào 3 thứ. Thì các bạn có thể lập một cái Excel và các bạn ghi ra là lệnh này mình vào ở điểm này, ra một lệnh này và số thì vào vì những lý do này, thoát vì những lý do này. Cái thứ mà các bạn nên tập trung đấy là win rate cao này, tức là tỷ lệ thắng cao. Thì nếu mà ví dụ như tỷ lệ thắng cao thì đương nhiên là các bạn sẽ đạt được cái 5% này rồi. Cái đấy không đồng nghĩa việc là các bạn đã giỏi nhé. Tại vì ví dụ như các bạn có thể win rate 90% nhưng mà các bạn một lệnh sai thôi, các bạn mất sạch hết thì các bạn lỗi giá nhé, và các bạn gồng lệnh nhiều giá. Và thứ hai là các bạn phải lỗ trên một lệnh thì càng ngày càng phải thấp đi, và lãi trên một lệnh thì càng ngày phải tăng lên. Tức là các bạn phải vào lót cũng hợp lý nhưng mà số thì cũng lỗ ít. Đấy, thì các bạn đo tất cả những cái chỉ số này và các bạn cải thiện dần. Và mỗi ngày các bạn nên tập trung vào việc cải thiện kiến thức của bạn để cải thiện được tất cả những cái chỉ số như sau. Tiếp theo là các bạn không nên nạp luôn nhiều tiền. Và lý do là vì cái cách mà bạn nên nạp tiền vào đấy là các bạn thử nạp tiền hơn một chút, ví dụ như 50 đô la, 100 đô la. Và nếu mà các bạn mất ngủ và các bạn lúc vào lệnh các bạn không kiểm soát được tâm lý của bạn, lỗ rất nhiều, thì các bạn nên giảm lại. Là ví dụ như các bạn giao dịch lại, giảm giảm bớt vốn đi và phân tích lại phương pháp giao dịch. Xem là ok đây là thị trường uptrend, downtrend, thế nào để bắt đỉnh được, bắt đáy được ở trong thị trường downtrend, uptrend, sideways. Làm thế nào để giao dịch mùa hè, mùa thu, mùa xuân, các thứ. Mỗi môi trường mới thì các bạn cũng lại lại phải giao dịch lại từ tài khoản nhỏ, chứ không phải là lúc nào các bạn cũng sẽ giao dịch tài khoản lớn nhé. Okay. Mình có một câu chuyện khá là thú vị về một bạn nhân viên của mình. Câu chuyện của bạn ấy là lúc bạn ấy chơi demo với vốn 100 đô la thì bạn ấy đã tăng tài khoản bạn ấy lên 500 đô la, thì bạn ấy lại thấy dễ quá. Bạn ấy nạp tiền thật 40 đô la thì bạn cũng kiếm được 20 đô la, tức là bạn ấy cũng đã tăng tài khoản của bạn ấy lên tận 50%, thì bạn ấy cũng thấy dễ quá. Bạn ấy đã nghĩ ra là nếu mà bạn ấy nạp 20 triệu thì bạn ấy sẽ kiếm được 10 triệu. Và nếu mà về bản chất trong đầu bạn ấy là nếu bạn ấy nạp 1 triệu đô la thì bạn ấy cũng kiếm được 500 nghìn đô la. Nhưng mà lúc bạn ấy tăng vốn lên thì lại cháy vì không kiểm soát được cảm xúc và hành vi lúc bạn ấy thấy những con số lớn quá. Thì các con số lớn đây là đấy là những con số kiểu như này này. Tức là âm thì âm lớn quá, vậy lúc đấy là bạn ấy không gồng được lệnh, hoặc là bạn ấy cũng thấy những người khác họ
có một cái lệnh to thì bạn ấy lại đánh lot to quá, thì lot to là nó suy ra lại âm nhiều, thì bạn ấy không gồng được lệnh. Và cái câu hỏi mình đặt ra là tại sao lúc bạn ấy đánh tiền nhỏ thì bạn ấy lại tăng được tài khoản dễ như thế, và lúc bạn ấy nạp tiền to thì bạn ấy lại mất hết. Thì ở đây, bài học ở đây là các bạn phải tìm được một cái điểm cân bằng, là các bạn có thể nạp 40 đô la, các bạn có thể nạp thậm chí 100, 500 đô la cũng được. Thì tuy nhiên là lúc các bạn nạp được con số tiền đấy thì các bạn cũng phải xem là các bạn có bị, tiếp theo là bị lo lắng không, mất ngủ, không đánh theo kế hoạch, bạn cắt lỗ và chốt lời linh tinh, không theo công thức và hầu như bị hoảng loạn. Nên nói chung là các bạn càng bị những cái dấu hiệu này thì các bạn nên dừng lại, các bạn xem lại cái công thức của bạn, các bạn nên giảm khối lượng giao dịch và số tiền nạp vào tài khoản. Và đến khi nào mà các bạn cảm thấy như cái tỷ lệ thắng của bạn nói chung là nó cân bằng lại, cách tăng volume an toàn, các bạn đánh 0,01 lot và các bạn win rate 80 đến 100% trong vòng 1 tuần 1 tháng. Và khi nào các bạn win rate cao rồi thì các bạn có thể tăng được thêm sang lên 0,02 lot, và win rate các bạn lại 80 đến 100%, các bạn duy trì cái này trong vòng 1 tuần 1 tháng. Và sau đó 0,03 lot win rate, nói chung là tăng dần dần và nghỉ khi âm nhiều, không ngủ được, vào lệnh không kiểm soát được cảm xúc, áp lực stress. Có những dấu hiệu này các bạn lại đánh lại 0,01 lot, sau đó thì các bạn lại tăng lại dần. Lúc nào các bạn vào và các bạn thua thì các bạn luôn luôn phải lệnh sau phải đánh ít hơn. Và đến khi nào mà các bạn kiểu rất là vững rồi, tất cả những tình huống các bạn biết, tại vì có rất là nhiều tình huống uptrend sideways rồi downtrend, các loại chính sách vĩ mô, chiến tranh đảo chiều, nó rất là nhiều. Cho nên là các bạn phải, mỗi môi trường thì các bạn phải biết cách giao dịch trong cái môi trường đó, phải vô cùng cẩn thận, không thì mất hết tiền nhé. Ở slide này thì mình cũng muốn chỉ cho các bạn biết là số tiền bao nhiêu thì các bạn nên chơi lot bao nhiêu và các bạn sẽ gồng được bao nhiêu giá. Thì mình khuyên các bạn là nói chung là các bạn nên có khả năng gồng được 50 đến 100 giá, thì đương nhiên là gồng được bao nhiêu giá thì đấy là cũng do bạn. Thế tuy nhiên là càng về sau, nếu mà các bạn có thể kiểu cứ lệnh nào bạn vào và bạn không bao giờ bị âm, bạn lúc nào cũng thắng, thì đương nhiên là các bạn có thể chơi được kiểu đòn bẩy nó cao hơn, lot to hơn và sau đó thì tất cả mọi thứ to hơn. Ok, và slide cuối cùng ở đây mình muốn nói về tài sản rủi ro và tài sản an toàn. Càng ở dưới thì các bạn nên đầu tư nhiều hơn và ở trên các bạn nên đầu tư ít hơn. Thì vàng điện tử nó vẫn thuộc dạng là tài sản rủi ro. Và nếu mà các bạn dành hết tiền để mà các bạn đầu tư vào tài sản rủi ro, kim tự tháp các bạn sẽ bị đảo ngược lại, bị đổ vỡ. Tại vì thời xưa mình nghe thấy một câu chuyện về một bác thì rất mạnh vào bất động sản để ở, và bác ấy rất mạnh về tài sản đất nền, nhưng mà bác ấy lại đầu tư vào cổ phiếu blue chip và cổ phiếu penny thì bác lại cũng mất hết. Thành ra là các bạn có càng nhiều đam mê về cái gì thì đương nhiên là tỷ lệ cho cái đấy các bạn có thể dành nhiều hơn. Thế tuy nhiên là các bạn nói chung là đừng có bao giờ all in vào một cái gì đó mà ví dụ như nó rủi ro như crypto coin, vàng điện tử. Ok, vậy các bước tiếp theo mà các bạn có thể làm là điều gì? Thì thứ nhất là các bạn có thể đăng ký kênh để xem được những video tương tự như này. Tiếp theo các bạn có thể học ba khóa học như sau liên quan đến chủ đề vàng. Và các bạn có thể yên tâm, tại vì tất cả kiến thức từ thời làm việc với chủ tịch Phạm Nhật Vượng, bố mình và mình cũng đã tổng hợp và chia sẻ hết trong những cái khóa học như sau nhé. Cụ thể là về khóa phân tích ngành vàng thì hiện tại mình không có, và vào khoảng tháng 10, tháng 11 thì mình sẽ hoàn thiện nó xong. Và cụ thể là trong cái khóa học này thì mình sẽ đào tạo về cách đầu tư vàng dài hạn cũng như là vàng ngắn hạn. Cụ thể là cho vàng ngắn hạn thì mình sẽ quay cả một cái quá trình mà mình kiếm được 1.000 đô và tất cả những cái lệnh của mình vào và tất cả những lý do và tất cả những công cụ mình sử dụng để mà kiếm được cái số tiền đấy nhé. Có gì về thông tin khóa học và lúc nào nó ra thì bạn có thể xem ở dưới comment. Tiếp theo, như mình cũng đã nhắc nhiều lần thì mình có một cái nhóm hội viên, thì các bạn có thể đăng ký để mà nhận được điểm mua và bán và hỗ trợ trong giao dịch. Tức là các bạn có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn có thể hỏi và các bạn tư viên sẽ trả lời. Trong cái hội viên đấy thì các bạn cũng có một cái zoom định kỳ một quý một lần. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này và hẹn các bạn trong video sau nhé.